Đội tuyển nữ Việt Nam rèn quân dưới trời khắc nghiệt chờ đấu New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên dưới thời tiết lạnh giá tại New Zealand, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà World Cup. Chiều tối ngày 6 tháng 7, sau khi ổn định và nghỉ ngơi tại nơi đóng quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức có buổi tập đầu tiên trên sân Parkland Park, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với chủ nhà New Zealand để làm quen với thời tiết và điều kiện sân cỏ tại đây. Nhiệt độ dưới 10 độ C vào buổi tối tại Napier cũng có phần ảnh hưởng tới các cầu thủ. Tuy nhiên toàn đội vẫn rất tích cực và nỗ lực thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của các huấn luyện viên để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi múi giờ và thời tiết. Với nền tảng thể lực đã được rèn luyện trong các đợt tập huấn vừa qua tại Đức, Ba Lan và thời gian tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường, nhìn chung, toàn đội đang bắt nhịp tốt và hoàn thành các bài tập. Chia sẻ về hành trình vừa qua, trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết đội tuyển nữ Việt Nam đã có một lộ trình theo đúng kế hoạch đề ra. Dù đến sớm hơn so với thời gian quy định của vòng chung kết World Cup nữ 2023, nhưng FIFA và ban tổ chức địa phương đã cử nhiều cán bộ đón tiếp đội nhiệt tình, sắp xếp và bố trí để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục chặng bay tới Napier, chuẩn bị cho trận giao hữu vào ngày 10 tháng 7 với đội tuyển nữ New Zealand. Các cầu thủ đều có ý thức chủ động trong di chuyển, ăn uống và chuẩn bị các trang thiết bị giữ ấm để không bị bất ngờ với thời tiết lạnh tại đây. Buổi tập chiều ngày mùng 6 tháng 7 diễn ra nhanh trong vòng một tiếng với các bài tập các bài tập cảm giác bóng. Ngày mùng 7 tháng 7, toàn đội sẽ có hai buổi tập sáng và chiều để tăng cường thể lực và lấy lại trạng thái tốt nhất cho hành trình sắp tới. Dù chưa thi đấu, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên cơn sốt không nhỏ tại New Zealand khi vé xem trận đấu giữa đội chủ nhà và thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được phát hành rất nhanh chóng. Sau trận đấu này, Huỳnh Như và các đồng đội còn một trận giao hữu cuối cùng gặp Tây Ban Nha hạng 6 thế giới vào ngày 14 tháng 7. Trước khi chính thức bước vào vòng chung kết World Cup nữ 2023,